Hãy tạo ra âm nhạc với Minecraft khỏi nổ nhạc. Đầu tiên, đặt một khối với một nút trên đầu của nó. Và đặt theo thứ tự bột lạc redstone và bột redstone. Đặt 10 bột redstone bên trái. Từ cả hai cạnh của bột redstone. Đặt bột lạc redstone nhấp 3 lần và khối xen kẽ. Chúng tôi sẽ hiển thị bố cục cho mỗi 4 khối. Vì vậy, thay đổi loại khối và đặt dấu hiệu. Tại các khoảng 4 khối làm mốc sẽ giúp bạn. Trong trường hợp mạch bột redstone của video này có 3 làn. Đặt 10 bột redstone cũng ở bên phải. Sau đó từ cạnh phải của bột redstone, đặt bột lạc redstone nhấp 3 lần và khối xen kẽ. Nếu mạch của video này chỉ có 2 làn, hãy bỏ qua bước này. Đặt một bột redstone ở bên phải của mỗi khối, và đặt 3 bột lạc redstone mà không cần nhấp chuột. Xem bố cục thay thế các khối giữa bột lạc redstone. Và địa điểm khỏi nổ nhạc đã nhấp một số lần. Nếu không có khỏi nổ nhạc giữa bột lạc redstone, đặt một khối khác thay thế. Nhạc cụ được chơi phụ thuộc vào vật liệu của khối bên dưới khỏi nổ nhạc, và cao độ của nó trở nên cao hơn khi bạn nhấp vào. Các bố trí hiển thị số màu. Màu sắc có nghĩa là loại khối, và số có nghĩa là cao độ của khối nổ nhạc. Sau khi đặt khối nổ nhạc nhấp vào cùng thời điểm với số. Số lượng các loại nhạc cụ phụ thuộc vào nền tảng và phiên bản. Nếu khối nổ nhạc trông như thế này, có 5 loại nhạc cụ. Nếu khối nổ nhạc trông như thế này, có 16 loại nhạc cụ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hiển thị các khối có nghĩa là gì trong bố cục. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích về 5 loại nhạc cụ. Nếu nền khối nổ nhạc sáng, số màu trắng có nghĩa là bạn phải đặt một đá bên dưới khối nổ nhạc. Khác với màu trắng, màu vàng có nghĩa là cát, xanh biển có nghĩa là thủy tinh, màu cam có nghĩa là gỗ, và phương tiện xanh khỏi cỏ. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích về 16 loại nhạc cụ, khác với 5 loại nhạc cụ. Nếu nền khỏi nổ nhạc tối, màu trắng có nghĩa là khỏi xương, phương tiện màu vàng khỏi vàng, phương tiện màu xanh nhạt bằng nén, màu cam có nghĩa là len, và phương tiện màu xanh lá cây đất sét. Nếu nền khỏi nổ nhạc có hình tròn, màu trắng có nghĩa là khỏi sắt, phương tiện màu vàng kiện rơm, phương tiện màu xanh nhạt cắt linh hỗn, màu cam có nghĩa là bí ngô, phương tiện màu xanh lá cây khỏi ngọc lục bảo, và màu hồng có nghĩa là đá phát sáng. Bạn có thể bắt đầu âm nhạc bằng cách nhấn nút bạn đã đặt ở bước 1. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hiển thị bố trí của mạch, hãy làm cho nó trong khi dừng video. Bây giờ chúng tôi sẽ hiển thị bố cục bằng 16 loại nhạc cụ. Bây giờ chúng tôi sẽ hiển thị bố cục bằng 5 loại nhạc cụ.
Hãy cùng thưởng thức âm nhạc trên khắp thế giới trong suốt các trò chơi khác nhau. Bạn có thể yêu cầu một bài hát bằng cách bình luận tên trò chơi, một tiêu đề âm nhạc và URL YouTube của âm nhạc. Cảm ơn vì đã xem. Let's enjoy music around the world through our various games. You can request a song by commenting a game name, music title and the YouTube URL of the music. Thank you for watching.